Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khoảnh khắc nam em gục đầu sau khi ao top 5 Miss World Việt Nam 2022. Phản ứng của cộng đồng mạng trước kết quả của Miss World Việt Nam 2022. Tối qua 12 tháng 8, đêm chung kết Miss World Việt Nam Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã chính thức diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định. Được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay, nam em bất ngờ trượt top 5 trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Trong đêm chung kết, khán giả nhận thấy rõ sự lo lắng của nam em trong những phần thi sau khi vào thẳng top 20 và 10 nhờ chiến thắng giải phụ Người đẹp truyền thông. Người đẹp được yêu thích nhất, cô đã có những phần trình diễn bùng nổ. Tuy nhiên, những gì mà nam em thể hiện vẫn chưa đủ để cô in top 5 chung cuộc. Khoảnh khắc người đẹp gục đầu khi nhận kết quả khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Nam em gục đầu sau khi ao top 5 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Khoảnh khắc đầy tiếc nuối của người đẹp gốc Tiền Giang khiến khán giả xúc động. Nam em chiến thắng giải phụ Người đẹp truyền thông và vào top 20. Sau đó cô tiếp tục chiến thắng giải Người đẹp được yêu thích nhất và vào thẳng top 10. Người đẹp dùng chuyến thực diễn váy đồng điệu với Vương Miện nhưng không thành công. Phản ứng của cộng đồng mạng trước kết quả của Miss World Việt Nam 2022. Với nhan sắc và khả năng ứng xử tiếng Anh đỉnh chóp của mình, người đẹp đến từ Đồng Nai Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã vượt qua 36 thí sinh tài năng còn lại, xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Như bao cuộc thi nhan sắc nổi tiếng khác, kết quả của Miss World Việt Nam 2022 cũng thu về không ít lời bàn tán xôn xao từ phía cộng đồng mạng. Đặc biệt là tại các chuyên trang sắc đẹp, diễn đàn của tín đồ theo dõi các đấu trường nhan sắc. Đứng trước kết quả năm nay, đa số mọi người đều bày tỏ sự hứng thú với nhan sắc của Tân Hoa Hậu và thứ hạng của người đẹp đến từ Tiền Giang, huyện Thị Lệ, Nam Em. Phần lớn các bình luận về kết quả của cuộc thi trên mạng xã hội đều xoay quanh nhan sắc của top 3 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ những cảm xúc tiếc nuối của mình trước sự dừng chân của nam em tại top 10 của cuộc thi. Sau khoảnh khắc 3 MC công bố kết quả người đẹp đến từ Đồng Nai trở thành Tân Hoa Hậu Thế giới Việt Nam, fan sắc đẹp trên khắp các cả nước đều để lại những bình luận bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình về kết quả này. Theo đó, hầu hết tất cả các bình luận đều tỏ rõ sự khâm phục trước kết quả và cho rằng Mai Phương chiến thắng là một chuyện hoàn toàn xứng đáng. Cộng đồng mạng đánh giá rất cao cả nhan sắc lẫn khả năng trả lời ứng xử của Tân Hoa Hậu. Bên cạnh việc tâm phục khẩu phục trước chiến thắng của Mai Phương, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Á Hậu 2 Bảo Ngọc. Ngoài Tân Hoa Hậu, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong buổi tối hôm qua chắc chắn là người đẹp đến từ Tiền Giang, huyện Thị Lệ, Nam Em. Ngay khi được xướng tên ở giải phụ người đẹp được yêu thích nhất, cái tên Nam Em đã được nhắc đến ở khắp các trang mạng. Mọi người đều tỏ ra không quá bất ngờ với giải thưởng này của người đẹp. Nam Em xuất sắc thắng giải thưởng người đẹp được yêu thích nhất và tiến thẳng vào top 10 chung cuộc. Đứng trước việc Nam Em thắng giải thưởng người đẹp được yêu thích nhất tại cuộc thi, cộng đồng mạng kéo nhau giả vờ bất ngờ cho cô vui. Nhiều người còn dự định giải cứu Nam Em khỏi tay người match up tại chương trình. Chưa dừng lại ở đó, nam em còn gây chấn động cõi mạng khi danh sách những người đẹp góp mặt trong top 5 ứng xử hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô nàng. Ngay lập tức, những người hâm mộ và theo dõi cô nàng tại cuộc thi đã không khỏi tỏ ra tiếc nuối cho sự out top bất ngờ của người đẹp Tiền Giang. Trời ơi, chị vào top 5 chắc chắn nuốt mít. Một fan hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi nam em không xuất hiện tại top 5 người đẹp xuất sắc nhất. Thậm chí, nhiều người còn đòi tắt TV không thèm xem tiếp những phần còn lại của chương trình. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 là thí sinh Nguyễn Phương Nhi. Dù không chiến thắng được Vương Miện, nhưng nam em vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ mong sẽ được nhìn thấy người đẹp ở một đấu trường nhan sắc khác. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.